trong thời kỳ đại dịch, các nền tảng mạng xã hội video như TikTok hay Instagram là cách để mọi người du lịch tại gia chia sẻ những kỷ niệm. Hiện tại, TikTok cũng là một công cụ để quảng bá du lịch khi các địa điểm bắt đầu mở cửa trở lại. Hãng Superdry đã tổng hợp danh sách các địa điểm triệu view bằng phân tích hashtag travel và một số hashtag khác. Trong danh sách này, thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 5 với 32,6 triệu lượt xem, vượt lên trên các địa điểm nổi tiếng khác như Paris, Pháp, Tokyo, Nhật Bản. Theo nghiên cứu, thành phố được xem nhiều nhất trên TikTok là New York với 114 triệu lượt xem. Trong khi đó, quốc gia được xem nhiều nhất trên TikTok là Nhật Bản với 461,2 triệu lượt xem. Việt Nam đứng thứ 6 với 107 triệu lượt xem.